Thử thách phối đồ theo kẹo cầu vồng, chọn được màu nào thì mình sẽ mặc đồ màu đó nha. Let's go. Mình thấy kiểu này khá là thú vị mọi người ơi. Để xem mình sẽ lắc ra màu gì nha. Đầu tiên là màu hồng. Có ngay. Cũng là xì bùa. Tiếp theo sẽ là màu váy, màu xanh. Mình có ba cái chân váy màu xanh nên chọn cái nào đây mọi người. Và đây là quyết định cuối cùng. Lắc đều. Tiếp theo sẽ là màu tóc giả, màu trắng. Mình có ba bộ cần giống tóc màu trắng. Mình sẽ lấy bộ này nhá. Đúng mọi người biết tiếp theo sẽ là màu gì? Màu đỏ. Ok, mình sẽ đi chọn giày màu đỏ ngay đây. Mình rất là thích đôi này. Ta-da, và cuối cùng sẽ là phụ kiện màu vàng. Chỗ này hình như mình không có màu vàng. Thế thì phải mở cái tủ Doraemon này ra rồi. Trời ơi, mình cảm giác nó không hợp một tí nào luôn ấy mọi người. Thôi thì bây giờ nhìn mình mặc lên xem nó như thế nào nhá.